Cả ngày hôm nay là một ngày dài, thực sự là rất rất dài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói tới 40 thứ mà các bạn sẽ cần phải biết ở trong phiên bản Minecraft 24W14 Potato, cái tháng 4 của Mojang. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào luôn nha. Đầu tiên, đó chính là màn hình loading khoai tây. Đây là một màn hình hoàn toàn mới được Mojang sản xuất ra. Đi kèm với đó là một cái launcher khoai tây. Khi các bạn nhấp chuột vào thì nó búng khoai tây ra tùm lum tùm la hết. Và đôi lúc có tỷ lệ là phông chữ của bạn cũng sẽ bị thay đổi, biến nó thành một cái phông chữ vô cùng khó đọc mà cũng chẳng biết để làm cái gì. Đi kèm với đó, khi chúng ta vô game thì chúng ta sẽ có một cái hình nền khoai tây ở ngoài mặt tiền của game, ở ngoài cái menu. Và cái hình nền đó là cái hình nền chiều không gian mới của snapshot này. Khi vào trong game thì anh em sẽ để thấy là khi mà chúng ta chuyển chế độ thì chế độ sáng tạo sẽ là một cái block. Đây là cái block ở trong chiều không gian khoai tây luôn. Chúng ta cùng đi tới cái tiếp theo. Trong đây có một loại khoai tây mới mang tên là khoai tây lửa gạt. Chúng ta sẽ phải tìm một cái ruộng khoai tây và farm khoai tây ở đó thì nó có tỷ lệ là rớt ra cái củ khoai tây này. Tuy vậy thì có một số người khác bảo rằng là mình có thể tìm được những củ khoai tây này bằng cách đi vòng vòng quanh thế giới, nó có thể rớt ra ngẫu nhiên. Tuy vậy thì mình vẫn chưa gặp được nó bằng cách này bao giờ. Thế nên là đây là cách duy nhất mà mình có thể cam đoan với các bạn. Củ khoai tây lừa gạt này có một cái texture khá là buồn cười và các bạn có thể đặt nó lên trên mặt, lên trên đầu của các bạn và nó sẽ bắt đầu nói chuyện. Nó sẽ yêu cầu anh em nhấn cách để có thể biết thêm thông tin. Và cứ mỗi lần nhấn cách thì nó sẽ tiếp tục nói chuyện với chúng ta. Nó kể rằng nó là một lập trình viên và cố gắng thâm nhập vào thế giới Minecraft thông qua bản snapshot cả tháng 4 này. Và bằng một cách thần kỳ nào đó chúng ta lại nhặt nó lên và đặt lên đầu của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể đội cái thanh niên này cho tới cuối game và nó có thể cho chúng ta một cái kết thúc ẩn sau khi chúng ta đánh boss. Quay lại những ngôi làng thì chúng ta có thể thấy được những cái cổng bị hư hỏng xung quanh ngôi làng và một cái tế đàn khoai tây. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tìm được những cái mỏ khoai tây ở phía dưới lòng đất. Những cái mỏ khoai tây này chúng ta sẽ có thể đào được hai loại block, đó là Poisoned Potato Block và khối Terre Deforme. Đây là tên tiếng Pháp của khoai tây. Thì nó có nghĩa là khoai tây đó anh em, nhưng mà nó là tiếng Pháp. Thì cái khối tiếng Pháp kia chúng ta có thể nung ra để tạo thành một cái khối gạch khoai tây. Tuy vậy thì cái khối Poison Potato Block thì chúng ta không nung được nhá. Thì cái khối gạch khoai tây này chúng ta vẫn có thể nung nó thêm một lần nữa để thành một cái khối Jarred Baked Potato Brick. Chúng ta có thể nung nó thêm một lần nữa để chúng ta tạo ra một cục than. Chỉ có thế thôi anh em à. Thì cái khối đó chỉ dùng để xây dựng thôi mà. Rồi, đối với cái khối Poison Potato Block này chúng ta có thể nén nó thì theo mình nhớ là 4 lần để tạo nên những cái khối khác nhau. Cũng không có hẳn là khác nhau lắm, chúng nó sẽ tối màu đi một tí xíu. Nhưng mà anh em có thể nén nó 4 lần nha anh em. Ở đây mình đang có là Triple rồi nè. Rồi chúng ta sẽ nén nó thêm một lần nữa để sẽ thành Quadruple Compressed Poisonous Potato Block. Thì đây là cái khối mà có cái tên dài nhất ở trong Minecraft tính tới thời điểm hiện tại, với số lượng là 39 chữ nếu mình nhớ không lầm. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đặt khoai tây độc vào cái tế đàn để tạo ra cổng dẫn vào chiều không gian khoai tây. Nếu các bạn may mắn thì các bạn sẽ spawn ngay tại cái làng giống như mình. Nhưng mà đa số các bạn mình đoán khá là chắc là các bạn sẽ spawn ở một cái nơi mà chả có cái gì xung quanh cả ngoài đống khoai tây. Thì ở đây chúng ta sẽ tới với lại một cái khu vực giống như thế này. Nó là một cái giếng ha. Ở đây sẽ có một block tên là Tater Stone. Chúng ta có thể đào được bằng cái cuốc. Chúng ta hầu hết những cái block ở trong thế giới này đều được đào bằng cuốc đó anh em. Thì cái khối Tater Stone này chúng ta có thể nung ra và tạo ra khối Proton. Thì cái khối nó sẽ nhìn như thế này. Ngoài ra thì anh em có thể tìm được cái khối Proton này ở dưới đất hoặc trên cái bờ tường giống như mình đang thấy đây. Tiếp theo thì chúng ta có thể chế tạo được cái Poisonous Potato Cutter từ cái khối Proton mà chúng ta đã nung ra. Và sau đó chúng ta có thể chế tạo được cái Potato Refinery từ cái khối Baked Potato Brick mà chúng ta cũng đã nung ra từ cái khu mỏ trước đó luôn. Đầu tiên thì cái khối Poisonous Potato Cutter này sẽ có thể cắt ra được đồ ăn gồm hai thứ, là cái Poisonous Potato Slice và cái Poisonous Potato Stick. Thì hai thứ này nếu mà chúng ta đem nung lên sẽ ra hai cái món ăn mới mà chúng ta đã thấy ở trong bản sáng tạo. Đó chính là snack khoai tây và khoai tây chiên. Và tiếp theo tới với lại cái Potato Refinery này. Cái này dùng để kiểu nung dầu khoai tây đó anh em. Thực tế thì cái này nếu mà anh em nhìn vào cái tiến trình thì sẽ dễ làm hơn rất là nhiều. Hai cái này cũng khá là dễ sử dụng thôi. Chúng ta sẽ để một cái củ khoai tây ở phía bên ô bên trái và cái bình trống ở phía ô bên phải giống như thế này. Thì sau đó nó sẽ chế tạo ra dầu khoai tây cho chúng ta. Ngoài ra thì anh em có thể bỏ khoai tây độc phía bên trái và cái bình phía bên phải sẽ chế tạo ra dầu khoai tây độc. Tuy vậy thì hai cái này cũng không khác nhau là mấy, cái kia thì có độc còn cái này thì không. Ngoài ra thì anh em có thể ép cái dầu khoai tây vào những vật phẩm trên người của anh em. Thậm chí là những block mà đang có trong người anh em cũng có thể được cường hóa bởi cái dầu khoai tây này. Tuy vậy thì mình cũng chả biết nó có cái tác dụng gì cả, ngoại trừ nhìn vô vật phẩm có cái chữ màu vàng nhìn cho nó đẹp mà thôi.
Tiếp theo thì ở những chiều không gian này thì những cái thiết kế làng cũng tương đối đẹp. Nó có những cái block cũng dạng mới mới và những cái thiết kế mới. Đôi lúc anh em sẽ thấy được những cái mê cung ở phía bên trong làng luôn, khác hẳn với lại những ngôi làng ở Overworld. Ở những ngôi làng này anh em sẽ thấy được một loại gỗ tên là gỗ khoai tây, hoặc thực tế là anh em có thể tìm thấy chúng ở những khu rừng ở bên cạnh. Loại gỗ này là một set gỗ luôn, có tất cả trong khung chế tạo của anh em. Những gỗ này anh em có thể sử dụng để làm cái bàn frying table. Bây giờ nó đã có tác dụng rồi, là nó có thể nấu khoai tây giúp anh em rồi đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với lại cái potato peeler. Nó sẽ giúp tăng sát thương với lại những loài vật thuộc họ khoai tây. Loài vật ở đây là bao gồm động vật và cả quái vật luôn đó anh em. Hầu hết những loài vật đều có được một cái texture mới. Đi kèm với đó zombie cũng sẽ có tiếng động mới. Ngoài ra anh em cũng có thể chế tạo được cái khoai tây độc vàng và khoai tây vàng. Yeah. Ăn thử cái này không? Bây giờ ăn thử cái này chơi đi. Nó sẽ cho anh em hồi máu, độc và hấp thụ may mắn nữa. Yeah. Khá là thú vị. Trong cái thế giới này anh em có thể tìm được là ở đây có đồng nè, resin, vàng, redstone, lưu ly và kim cương đều có thể tìm thấy ở trong thế giới này luôn. Và anh em bắt buộc phải khai thác chúng nó bằng cây cuốc nha anh em. Cây cuốc là cây này nè, cây cuốc kim cương đó. Đó, đó, giống giống vậy đó. Nếu anh em đi vòng vòng thế giới mà anh em tìm được cái khối này, một cái khối vô dụng này tên là gravitator, thì anh em có thể nung nó. Thì nung nó sẽ cho ra một cái khối thủy tinh anh em ạ. Chỉ đơn giản vậy thôi, khối thủy tinh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với lại cái này. Đây là một trong 7 bức hình mới. Đây là bức hình cuối cùng, bức hình to nhất đó anh em. Chúng ta sẽ cùng đi lùi lại. Đây là một, không phải đồng, đây là không phải là một củ khoai tây. Đây vẫn là một củ khoai tây. Đây là củ khoai tây. Đây là củ khoai tây đang bay. Là một người khoai tây. Và đây là một củ khoai tây nhìn rất giống con slam. Thú vị á. Chúng ta sẽ đi tới cái tiếp theo. Khối này mang tên là potato và anh em có thể đào được. Ngoài ra để mình lấy một cái bàn chế tạo ra đã. Thì khối potato này anh em còn có thể chế tạo được luôn. Và cái thứ quan trọng nhất ở trong phiên bản snapshot giả dối này tên là cái khoai tây độc. Khoai tây độc thì chúng ta sẽ chế tạo từ cái hot potato. Tuy vậy thì cái hot potato sẽ, anh em sẽ không cầm được đâu nha. Cái hot potato sẽ được chế tạo từ khoai tây và xô dung nham. Nó sẽ gây sát thương lên anh em nếu anh em cầm nó trên tay ở trong chế độ sinh tồn. Giống như thế này. Đó. Rồi, cái float đâu rồi? Đây, chúng ta sẽ cùng tới với lại cái float tater. Đây là một trong những cái món đồ rất được ưu thích ở trong cái phiên bản snapshot này. Anh em có thể đặt nó ở đây và kích hoạt nó. Nó đang di chuyển đó anh em. Và rất là mượt mà nữa. Yeah, mình đã thấy rất là nhiều những cái sáng tạo của những người khác, của những người ở trong cộng đồng chơi Minecraft sáng tạo dựa trên cái vật phẩm này. Một cái vật phẩm vô cùng hữu ích dành cho những người chơi đá đỏ. Ngoài ra anh em có thể kích hoạt nó từ dưới lên và stack càng nhiều thì nó đi càng nhanh. Hay chưa? Một cái item, một cái vật phẩm rất là tuyệt vời. Và chúng ta có thể đứng ở phía trên nó. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Nó có thể đứng ở phía trên nó mà chúng ta không bị lùi ra đằng sau. Anh em có thể đang nhìn thấy là đang tự di chuyển. Nó sẽ dừng lại khi mà nó bắt gặp bất kỳ một cái mặt phẳng nào nha. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Anh em có thể chế tạo một cái vật phẩm tên là Big Brain. Đây là nó. Đây, Big Brain. Big Brain này là não to đó anh em. Sẽ chế tạo từ khoai tây độc và đầu thây ma. Nó sẽ thấy như chúng ta sẽ thấy là nó có hai con mắt và một cái miệng và một cái não to. Chỉ dùng để trang trí. Chỉ dùng để trang trí rồi, không có gì khác. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới với lại cái eye là con mắt. Đây là potato eye. Thì cái con mắt này chúng ta sẽ dùng để tới với lại cái khu đánh chùm đó anh em. Tí hồi chúng ta sẽ tới đó. Thì cái khu đánh chùm chúng ta sẽ tìm tới một loại vật mang tên là Toxic Fin Slap. Thì cái loại vật này nó sẽ rơi ra cái Toxic... Nó sẽ rơi ra cái Toxic Beam. Đây, cái Toxic Beam. Toxic Beam này dùng để làm gì? Nó sẽ dùng để chế tạo ra một cái món không phải là vũ khí, nó là một vật dụng mang tên là Lasting Potato. Thì đây, Lasting Potato nó sẽ chế tạo như thế này nhá anh em. Và cái này là Crafting Hook đó anh em. Rất là mượt mà. Yeah. Nó, cái tầm của nó xa lắm. Tầm nó xa lắm, tin mình đi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới một cái vũ khí khác tên là Hammer. Vũ khí khá là dễ để chế tạo. Một cái que quỷ lửa mà có khoai tây độc đánh bật lùi nhân... đánh một lùi ít. Thì cái này mình đã sử dụng trong video trước rồi. Rồi, ở trong cái khu vực đánh boss anh em còn có thể tìm thấy được một con nữa mang tên là Blackwell. Đó, nó nhìn như thế này.
Thì anh em có thể tìm thấy được một cái vật dụng rơi ra từ nó tên là đen. Thì cái đen này anh em sẽ sử dụng để làm đinh ba đó anh em. Không biết tại sao nhưng mà bọn họ sẽ nói có thể sử dụng để làm đinh ba. Thì về con boss này nó sẽ có 10 lần bất tử. Mỗi lần bất tử thì nó sẽ spawn ra một số con quái phát sáng và anh em sẽ phải tiêu diệt những cái con quái đó để hủy bỏ sự bất tử của nó. Sau khi mà bị tiêu diệt thì con boss sẽ rơi ra một cây gậy để thể triệu hồi cổng đi về. Đó, anh em có thể đi về từ cái cổng đó nha. Và nếu mà anh em đeo củ khoai tây giả dối này trên đầu lúc mà anh em tiêu diệt con boss á, thì nó sẽ tổng hợp lại cái khoảng thời gian mà anh em đã hoàn thành thử thách này nhé. Và sau khi giết được con boss nó sẽ rơi ra một thứ mới tên là Corrupted Potato Peel. Thì nó dùng để chế tạo ra cái block of Corrupted Potato Peel này. Anh em có thể sử dụng nó để tạo ra block này, và block này sẽ spawn quái ở trên đây. Cũng chả có tác dụng gì nhiều lắm. Trời ơi, trời tối mất rồi. Rồi, tiếp theo là cái block này, Potato Battery, sẽ chế tạo từ đá đỏ, sắt và đồng. Thì cái Potato Battery này khi mà bật lên thì nó sẽ gây một lượng đam nho nhỏ cho chúng ta. À quên lộn, mình đang ở chế độ bình yên. Dễ đi. Đó, lượng đam nho nhỏ cho chúng ta nha. Đó, anh em có thể sử dụng nó để farm mob. Thì chắc nãy giờ anh em cũng để ý thấy cái đầu khoai tây ngầu đây. Cái đầu khoai tây này mình thực sự không biết tìm nó ở đâu. Kiểu mình chỉ thấy nó ở trong cái bảng chế tạo, quên lộn, ở trong cái bảng sáng tạo này thôi à. Đây nè, nó nằm ở ngay đây nè. Đó, mình không biết tìm nó ở đâu hết. Thì anh em có thể đội nó lên đầu để cho anh em có thể ngầu hơn. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có cái Potato Knowledge. Potato Knowledge này sẽ cho chúng ta kinh nghiệm nếu chúng ta ăn vào nó, tùy vào cái lượng 50, quên lộn, 10, 50, 100 thì nó sẽ cho chúng ta số kinh nghiệm tương ứng. Tiếp theo là cái Potato này. Đây là một quả Potato, một quả khoai tây đặc biệt. Quả khoai tây này nó sẽ không trồng được. Tuy vậy thì anh em có thể gần như là ăn nó. Anh em có thể giữ chuột phải và nó sẽ tạo ra một cái tiếng động và đổi texture giống như thế này. Nó sẽ biến thành một cái quả khoai tây có răng con nhện. Ừ, tại vì nó cũng tạo ra cái tiếng con nhện mà. Còn ngoài ra thì nó không có tác dụng gì khác. Ngoài ra thì anh em đi vòng vòng quanh thế giới, anh em sẽ thấy được những cái potato spawn này. Thì đây được gọi là mầm cây khoai tây đó anh em có thể sử dụng bột xương để anh em từ từ, cái chỗ này nó chật quá. Đây, bột xương để trồng ra đó, để kích thích phát triển và nó tạo ra một cái cây khoai tây. Và cái mầm cây khoai tây này cũng thể được lấy từ lá của nó luôn nha. Có tỷ lệ rớt ra như là một cái cây bình thường ở trên Overworld thôi. Và ngoài ra thì anh em sẽ thấy được những con phantom bay vòng vòng quanh thế giới này nhìn rất là ngứa mắt. Trên thực tế thì chúng nó có tác dụng đó. Anh em có thể sử dụng chúng nó để anh em tạo ra một cây Politra. Đây, Poisonous Politra. Nó có tác dụng y chang như lại cái Elytra bình thường thôi, không khác gì hết. Và đó là tất cả những gì mà mình có thể cho anh em biết ở trong video lần này. Mình mong rằng là mình không bỏ sót bất kỳ thứ gì cả. Và nếu anh em có bất kỳ thông tin gì mới thì hãy để lại dưới phần bình luận. Thực tế thì mình vẫn không biết cách sử dụng của cái này. Rồi, chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.